Đầu bắp sao vậy em? Sáng nay bác sĩ nói tình hình chị biến xấu nhanh quá nên mới gọi cho anh. Bây giờ thì đỡ rồi. Anh về nhà sao rồi? Ba Dung ơi. Chào con. Con ngủ uống đi. Ừ. Đây, để bà đỡ con dậy uống nha. Từ từ đưa con. Con thấy trong người sao rồi? Dạ con xin lỗi ba, tại vì con nghe lời ba không ăn đồ ăn cho con bị bệnh. Không phải lỗi của con đâu. Con cũng mới hết bệnh đó ba. Ừ. Bác sĩ sẽ mau chữa hết bệnh cho con trai ba thôi. Dạ. Con ráng ở đây thêm vài bữa nữa nha. Dạ, thì con sức khỏe như phim cá heo luôn. Đầu bắp giỏi quá à. Con trai ba mệt á thì ráng ngủ thêm xíu nữa nha. Cho. Ôi, hết sữa rồi. Để chút xíu con đi mua nha. À nè nè Hân à, con ở đây coi đậu bắp đi. Để bà đi mua sữa giùm cho nghe. Dạ. Để chút nha. Dạ. À, nè con. Dạ. Cảm ơn bà. Ừ. À, đậu đậu uống sữa đi con. Dạ. Nè con, nè, nè, nè. Con ơi, không phải con không ăn đâu. Tự nhiên con thấy cái bụng con nó bệt. Không sao đâu con, không sao đâu. Đậu bắp à, cố gắng nha. À, vài bữa nữa bác sĩ sẽ chữa bệnh cho con hết nè. Lúc đó con sẽ chạy được nè, đi được, nhiều khi con còn bay được luôn á. Thiệt không không? Thiệt chứ. Vậy thì con sẽ gắng chịu đau. Ừ, đúng rồi, cố gắng lên. Con ơi, tự nhiên con thấy con bò chưa? Con là bác ngoan nha. Con trai của ba đang xem cái gì á? Con đang xem tranh của con vẽ. Cô Hân vẽ gì cho con vậy? Dạ con vẽ, con là siêu nhân đang quýnh hết với vật tương hành đạo con. Đúng rồi, con trai của ba chính là siêu nhân. Con phải ráng đánh bại những quái vật làm đau con rồi khỏe lại nha. Dạ. Mới tới hả? Ừ. Em ăn gì chưa? Để đi mua cho em nha. Ăn rồi. Alo. Ừ. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Có chuyện gì anh? Thái chấp nhận làm xét nghiệm rồi. Trời, vậy thì hay quá. Chào chị. Con trai phải sắp được khỏe rồi. Thiệt không ba? Thiệt. Ơi, đậu bắp ráng ăn đi con. Đậu bắp ráng ăn đi con. Con phải ăn mới có sức khỏe được. Con ráng ăn đi nha. Nè. Cô Như hôm bữa biết đậu bắp bị chích nhiều lắm mà. Đậu bắp ngoan lắm nào. Đậu bắp. Đậu bắp. Con không bị hổn như vậy. Con chích à? Con không ăn thì con phải uống sữa.
Ủa, con không uống sữa sao mà khỏe được? Uống đi bà Thương. Ủa, uống đi bà Thương. Dương, nghe tao nói này. Những ngày này là những ngày xét nghiệm nhiều với dạ chị. Người lớn như tụi mình mà không chịu được, huống chi là một đứa nhỏ. Đậu bắp khó chịu, không ăn uống được là chuyện bình thường mà. Có phải là ngày trước tôi ăn chơi phóng túng quá nên bây giờ nhận quả báo không? Nếu có là quả báo hay nữa thì người chịu quả phải là tao. Mày nói đi, tại sao giờ lại chút hết lên người con tao? Sinh ra thì không có ba bên cạnh. Vừa được 5 tuổi thì mẹ mất, còn bị đem đi cho tới cho lui, xém nữa thì bị bắt cóc. Mới nhận được ba chưa được bao lâu thì bị ung thư. Con ta nó còn nhỏ mà sao nó phải chịu đủ thứ đau đớn vậy? Tao làm người kiểu gì mà chỉ biết đứng nhìn thôi? Mày thấy tao vô dụng không? Tao vô dụng lắm đúng không? Không, cho tới thời điểm bây giờ mày đã làm rất tốt rồi. Nếu như mày bỏ cuộc bây giờ thì mới gọi là vô dụng, mày hiểu không? Đậu bắp đang bước vào giai đoạn quyết định, tinh thần là thứ quan trọng nhất. Nếu như mày sụp đổ bây giờ, đậu bắp sẽ dựa vào ai? Nhưng mà thiệt tình là tao sợ lắm. Tao sợ sức khỏe của đậu bắp không đủ để chịu đựng. Tao sợ ca phẫu thuật không thành công. Tao sợ lỡ. Thì ít ra tất cả tụi mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như mà có chuyện gì ấy thì cũng không hối tiếc. Mày vui lên coi, mày còn có bọn tao mà. Tin tưởng bọn tao chứ. Chí ít mày cũng phải tin tưởng đậu bắp. Mày đừng nghĩ đậu bắp yếu ớt như vậy chứ. Này, hãy cùng nhau vượt qua chuyện này. Đậu bắp nè, con đừng có giận ba Dương nha. Con không có giận. Tại vì á, ba Dương bị đau cho nên là ba Dương mới như vậy nha con. Nhưng mà ba Dương nó có bệnh. Ba Dương không có bệnh, nhưng mà ba Dương thấy con bị đau cho nên là ba Dương cũng đau luôn. Nhưng mà con không ba đau đâu. Lúc mà ba Dương thấy con đau á, con bệnh á, là ba Dương cũng đau theo luôn. Nhiều khi đau hơn con nữa đó. Giống như vậy nè, giống như là khi mà con thấy ba Dương buồn á, con cũng buồn theo luôn, giống vậy á. Nhưng mà con muốn ba Dương bị đau. Vậy giờ con muốn ba Dương đau á thì giờ con ăn cháo đi. Con phải khỏe thì ba Dương mới không bị đau. Dạ, con không ăn cháo. Vậy ăn một chút xíu nha. Dạ. Rồi con bắt cho con nè. Cố gắng. Cố gắng lên con. Được không? Ôi, nó bắp nhỏ quá. Đậu bắp ráng lên nha con. Ráng lên nè. Ráng nuốt nha. Cô biết là khó lắm nhưng mà ráng lên. Ráng nuốt lên. Ráng lên. Này, đẻ. Cô Hân đẻ đó. Đây, bà đút cho con ăn nha. Bà ngoan á, mày mau hết bệnh. Này ba to tiếng, ba xin lỗi
Xin lỗi con trai nha. Ngoan ăn đi. Ăn đi con. Giỏi, ăn đi. Ráng lên nha, ráng nuốt đi con. Đúng rồi, đồ bắp ráng lên. Giỏi quá. Đồ bắp giỏi quá hả? À, tao bị lại bình thường hả? Ráng lên con.